ơi, bác Phương ạ. Đây đấy, hội cựu chiến binh mời tổ dân vũ chúng mình tham gia giao lưu văn nghệ đấy. Ôi thế hả bác? Ừ. Thôi tầm nào em thấy bác hớn hở thế. Bây giờ tôi với cô ra nhà văn hóa để tập lại cái điệu cha cha cha. Đấy, nhúng nhảy như này này. Công nhận bác Phương dẻo thật đấy. Bác ơi, hả? Em rất thích tham gia nhưng mà đợt này có khi em nghỉ thôi bác ạ. Ôi thế làm sao mà nghỉ? Đấy bác ơi, sang đây. Sao? Ôi em định điện cho bác đây này. Nhưng mà đây bác nhìn thấy hai đầu gối của em chưa? Ôi ôi. Ôi đau quá bác ơi. Ôi giời, nó sưng vù lên như là chân voi ấy bác ạ. Ngồi thì không làm sao, ừ. Nhưng mà bắt đầu đứng lên nó, ôi giời ơi, nó nhối chối chết luôn ấy. Này này, thế đã xác định bệnh gì chưa? Đi khám chưa? Không, em khám xét gì đâu. Ừ. Em hỏi trên mạng ấy thì là. Ô thôi thôi, đừng có hỏi trên mạng nhá. Cô không biết là trên mạng có bao người chết oan vì trên mạng đấy à? Cứ nghe người ta phán linh ta linh tinh, uống vớ va vớ vẩn xong là bệnh nọ nó mới sọ sang bệnh kia. Theo tôi bây giờ nhá, lên bệnh viện An Việt nhá, khám và điều trị. Cái kiểu gì nó giả ra bệnh sao cứ vậy? Thôi bác ơi, em sợ gặp bác sĩ bệnh viện lắm. Ôi trời, khổ quá. Em sợ cả bệnh viện luôn đi. Tôi nghe tôi nói, bây giờ lên đấy để bác sĩ tư vấn cho thì mới biết là bệnh gì chứ cô. Không cần tận là cô hối không kịp đâu đấy. Phải điều trị hả bác? Chứ sao nữa. Thôi không nói nhiều, bây giờ đưa đi. Bác ơi, từ em đau lắm. Thôi được rồi, đi chậm chạp thôi. Vâng. Tôi sẽ đưa cô lên bệnh viện An Việt để tư vấn, hiểu chưa? Ôi bác ơi, đau lắm bác ạ. Thôi chịu khó một tí đi. Dạ. Ai để đầu gối sưng như là cột đinh. Chị ơi, thế bây giờ người nhà em mời chị ra ngoài nhá, để em thăm khám cho bệnh nhân ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, ở vâng. Đây nhá. Vâng. Thì em xin phép hỏi tên chị là gì ạ? Phạm Thị Phương ạ. Dạ vâng. Chị Phương bao nhiêu tuổi vậy? Dạ tôi 59 tuổi ạ. Vâng, 59 tuổi. Vâng. Địa chỉ ở đâu chị? Dạ địa chỉ ở Hà Nội ạ. Dạ. Chị ơi, chị nay đến khám đau ở vị trí nào ạ? Dạ. Tôi bị đau hai cái đầu gối đây ạ. Dạ vâng. Nó sưng to. Dạ. Mà ngồi thì đỡ hơn nhưng mà đi thì nhức nhối lắm ạ. Dạ vâng. Thế gần đây chị có bị va đập chấn thương gì không ạ? Dạ không ạ. Vâng. Chị đi lại chị có bị hẫm chân không? Dạ không bị hẫm chân mà chỉ đau thôi. Vâng. Thế chị bắt đầu đau từ thời điểm nào? Tôi đau cách đây là 3 ngày rồi nhưng mà càng ngày càng đau hơn. Vâng. Cách... xong nó sưng to lên ạ. Vâng. Thế là đau 3 ngày nay. Vâng ạ. Đầu gối chị có đỏ nhiều không? Hay là dạ, chỉ sưng thôi? Chỉ sưng lên thôi ạ. Chỉ sưng chứ không đỏ gì vâng ạ. Sờ vâng vào ạ. Đầu gối có nóng không? Sờ đầu gối có ạ. Vâng. Ấn vào đau lắm ạ. Ấn vào đau. Vâng. Nóng hai đầu gối. Vâng ạ. Chị ơi, thế thì em mời chị lên giường nhá, để em khám cái khớp gối cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Chị ơi, sau cái quá trình thăm khám cho chị, hai khớp gối cho chị ấy, vâng ạ. Thì em thấy của chị là bây giờ cần phải là đi chụp X-quang khớp gối. Dạ. Và siêu âm gối. Vâng. Với lại của chị nó sưng to như thế thì dạ, bây giờ em sẽ cho chị đi làm thêm mấy cái marker về cơ xương khớp. Vâng. Marker viêm xem vâng của chị nó viêm mức độ nào. Dạ nhé. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ em cho chị đi làm cái siêu âm khớp gối này, chụp X-quang khớp gối này, làm công thức máu CRB, máu lắng, áp lô RF. Chị ơi, em gửi chị nhá. Dạ vâng ạ. Chị đi ra ngoài sẽ có lễ tân hướng dẫn chị. Vâng ạ. Vâng. Chị có đi lại được không? Dạ, nếu không vâng đi lại được thì sẽ dạ cho chị đi xe đẩy. Dạ thôi ạ, tôi đi chậm chậm được ạ. Dạ vâng. Người nhà của bệnh nhân đâu ạ? Chị ơi, qua thăm khám với lại làm các cái cận lâm sàng này chị này. Dạ. Thì siêu âm, trên siêu âm ấy thì cái dịch khớp gối của chị rất là nhiều. Vâng ạ. Cái dịch khớp gối nhiều như này làm cho chị không co duỗi được cái chân ra chị nhé. Vâng, vâng ạ. Cái màng bao hoạt dịch của chị cũng rất là dày. Cái vâng này nó cũng là viêm chị nhé. Vâng ạ. Vừa viêm vừa tràn dịch rất là nhiều. Dạ. Các marker viêm của chị thì bạch cầu cũng tăng cao, CRB cũng tăng cao chị nhé. Dạ. Nên là nó viêm, thế nên là chị sờ với gối nó thấy nó nóng lên. Dạ. Phin thì của chị là thái hóa khớp gối nhé. Dạ. Gai xương này, hẹp khe khớp này. Bây giờ thì bọn em sẽ là phải, em sẽ phải tư vấn cho chị thêm một cái nữa là chị sẽ phải hút dịch khớp gối ra. Vâng ạ. Chị phải hút cái dịch khớp gối ra thì nó mới đỡ được cái tình trạng căng cứng xương nhất. Ạ. Trước khi hút ấy thì bọn em sẽ phải điều trị cho chị một đợt cho nó hết viêm đã. Vâng. Chứ bây giờ chị đang viêm này thì cũng không ai dám làm gì cả. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Bây giờ em cho chị thuốc một tuần, chị về uống cho nó hết viêm nhá, hết vâng sưng nhá. Vâng. Hết đỏ,
hết nóng và cái marker viêm nó tụt xuống, nó thấp xuống. Vâng. Thì bắt đầu bọn em mới xử lý tiếp cho chị được nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, vâng. Rồi em kê đơn cho chị nhá. Vâng ạ. Bác sĩ ơi, dạ. Cho tôi hỏi một tí. Tức là mình bị viêm như này thì mình có phải kiêng cữ gì đồ ăn không ạ? Hiện tại thì là cái này thì mình không kiêng cái gì chị nhá. Dạ vâng ạ. Cái thứ hai nữa là chị chỉ kiêng hạn chế đi lại thôi, vâng, không vâng leo ạ. Cầu thang, bởi vì khi mà mình leo cầu thang thì cái dịch nó tiết ra cũng càng nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Mà cái mức độ viêm của chị nó cũng sẽ tăng lên hơn. Dạ. Vâng. Dạ. Bây giờ chị cứ điều trị cho em một tuần đi nhá. Vâng, vâng cho nó hết viêm. Nó hết viêm, hết tấy, hết đỏ, hết sưng đi. Vâng. Sau đó là chị sẽ quay lại đây để bọn em sẽ làm các cái thủ thuật về hút dịch cho chị. Cho dạ. đỡ căng tức cái gối nhá. Dạ vâng ạ. Đây em gửi chị đơn thuốc nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, đây kết quả của chị ạ. Dạ vâng ạ. Lần sau, một tuần sau chị đến, chị sẽ làm lại cái công thức máu với cái CRB cho em. Dạ vâng ạ. Marker viêm nó có giảm nhiều không? Dạ vâng. Vâng, về hiện tại trước mắt là chị uống thuốc thứ nhất. Thứ hai nữa là chị hạn chế đi lại, không vâng leo cầu thang cho ạ. Em thôi. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng. Chào bác sĩ ạ. Dạ vâng. Chào cô ạ. Vâng.